Xin chào các bác nha. Sau một tuần thì trời mưa thì hôm nay bắt đầu là mới hưởng nắng. Làm clip cho các bác cái rau thủy canh để đi sân thượng em. Do ảnh hưởng gần một tuần trời mưa, rau nó rất kém phát triển nhá, nó thiếu ánh sáng. Và rau mà không có ánh sáng thì nó không phát triển được. Bên đây là cái cây 6 cây dưa neo này. Một cây ở ngoài kia nắng có đang héo, biết là đến mai thì có hồi được nên không. Thì dưa neo này nó có nắng nó phát triển này. Các bạn nhìn thấy nó nhú rồi. Nó nhú là những cái quả con này. Chưa bám được cái tua để neo lên cái dàn này luôn. Bây giờ mà nó vẫn đang bơm ấy, máy bơm chất dinh dưỡng lên đuôi cây. Bên đây là cái cải xoăn này. Cải xoăn này lúc đầu nó lớn thì rất chậm nhá, nhưng mà bây giờ nó lớn rất nhanh lắm, lớn nhanh như thổi đấy thôi. Tầm 10 ngày nữa nó bắt đầu thu hoạch được cái lá, mình cắt tỉa mình é đi, xong rồi mình để cho nó lại lớn, để một ít rau cải. Bên đây là một ít đất thì để trồng các loại rau thơm. Một cái chậu trống là sau này thì trồng một cây su để neo một cái dàn bắt được cái ánh nắng thế này. Kia là rau mẹ. Các bác xem cái máy bơm nha, bơm đang bơm nước để nó tưới cây đấy. Mà một cái cây này không hiểu sao nó đang mưa nó nắng nên nó héo luôn. Các bác trồng cái loại này khả năng bị nó nấm gốc này. Nhìn cái rễ của nó này có triệu chứng nó bị thâm này, khả năng chúng ta phải cắt đi để nó tránh lây sang cái cây khác. Đây là quất thì sắp chín rồi đấy. Quất này quất cảnh nha các bác nha. Đây vẫn là cải bẹ thôi, cải bẹ tầm một tuần nữa thu hoạch rồi. Ngày đợt này em trồng nhiều cây cải ngọt dày này, xem cái hiệu quả của nó phát triển như thế nào. Đây là cái giống cây con để ươm lên. Cái này mới được có 8 ngày, chắc khoảng 2 ngày nữa là khi mà em thu hoạch cái này thì em sẽ cho lên dàn. Vì là đợt này là ươm nhiều nên không có chỗ để trồng. Đây là cái trắng, bẹ trắng ấy. Đây là ươm hạt đó này. Ươm nó lớn cũng rất nhanh nha các bác nha. Nó cứ đều tầm tắc luôn. Tất cả là để mình dự trữ, mình gối lên. Khi mà những cái cây rau này mà nó hết thì mình thu hoạch xong là mình chuyển lên dàn luôn. Lúc nào các bác cũng có cái rau ăn. Đây là trụ hoa 10 giờ nhá. Còn chưa khoe các bác, đây là cái một ít rau muống, rau mùng tơi trồng bằng cọng thủy canh. Thì hôm nay em sẽ làm cho các bác về cái clip về trồng cái cây rau này nhé. Chào các bác nhé.